Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang ở thành phố Hải Phòng quý vị ạ. Đang đứng ở cái triển lãm hội sinh vật cảnh huyện An Dương năm 2022 quý vị ạ, thành phố Hải Phòng quý vị nhé. Thì nơi đây thành phố hoa phượng đỏ chuẩn bị diễn ra một cái cuộc triển lãm cây cảnh rất là đẹp. Và thưa quý vị là cái quang cảnh ở đây cực kỳ là tuyệt vời. Cái khung cảnh buổi tối rất là lung linh và huyền ảo quý vị nhé. Đây quý vị có thể ngắm cái quang cảnh của cái khuôn viên triển lãm quý vị nhé. Sao Huy sẽ đi một lượt một vòng cho quý vị ngắm cái sân chơi của triển lãm huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Để quý vị yêu cây nắm mắt được. Sao Huy chia sẻ cái quang cảnh quý vị nhé. Đấy, quý vị ơi. Sẽ thông cảm cho Sao Huy không đi chi tiết đâu. Cái bình luận từng tác phẩm thì sẽ hẹn quý vị ở cái cuốn video sau quý vị nhé. Công viên An Dương quý vị nhé. Thế và ở phía trong quý vị ạ, ở phía trong khung cảnh rất là đẹp quý vị nhé. Buổi tối thật đẹp phải không quý vị? Đấy, những cây cảnh rất là đẹp, cây xì đẹp quá này. Đấy, cây xanh này là cái cây mà cây đĩa bay quý vị ạ, tác phẩm đĩa bay của Nguyễn Mạnh Hà. Cây này là cây chất lượng ở triển lãm này này, cây đặt ở cái vị trí rất là trang trọng quý vị nhá, ngay ở trung tâm triển lãm quý vị nhá. Đây quý vị ơi, mọi người có quan niệm xanh quê Nam Điền, đây là một tác phẩm xanh quê nhá quý vị nhá. Đẹp lắm quý vị ạ. Vâng, các chị đẹp lắm. Và một tác phẩm cực kỳ nghệ thuật. Chú quay cho vào kỷ niệm nào. Đây hai bà cháu hả? Vâng, vâng. Đấy nhá, hai bà cháu xem ở kênh Bonsai Đức Huy nhá. Kênh Bonsai. Bonsai Đức Huy, vâng ạ. Bonsai Đức Huy ạ. Bonsai Đức Huy ạ. À, vâng. Rất đẹp, đẹp lắm quý vị ạ. Đấy, quý vị ơi, quý vị có thể nhìn thấy một cái hồ được trang hoàng rất là đẹp phải không quý vị? Đây quý vị này. Xung quanh rất nhiều cây cảnh quý vị nhá. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ bắt mắt. Đấy. Khung cảnh thật là lung linh và huyền ảo. Triển lãm thì không có cũng không nhiều cây lắm. Nhưng mà có cái khuôn viên cực kỳ đẹp làm mà tôn cho tác phẩm rất nhiều vì nhá. Đây có cái xe cẩu nhưng mà mấy cái cây rất là to này. Cây của anh Phương
phương Lan ở trong mãi trong trong miền Nam nhá. Anh cũng mang mấy tác phẩm ra đây. Cây lộc vừng nhiều cây khế quý vị nhá. Đẹp quá quý vị ạ. Đấy, anh từ trong Lam anh mang ra đây quý vị. Cái địa điểm di chuyển rất rộng quý vị nhé, nên là con Sa Đéo Huy đi lướt nhanh một tí cho quý vị nhé, vì rất là thông cảm. Con Sa Đéo Huy sẽ chia sẻ cho quý vị, chia sẻ cuốn video sau cặn kẽ quý vị nhé. Em chào các anh nhá. Anh ơi, chuẩn bị tác phẩm dưới chuẩn bị hạ khu sân triển lãm Hải An Dương anh nhỉ. Ui đẹp thế, vị trí đắc địa, chú Ngô Huyền cho chú. Vâng, cái khuôn viên đẹp quá chú nhỉ. Ừ. Vâng, chú cũng trong ban tổ chức chú nhỉ. Rồi mình giúp việc thôi. Vâng, chú lần này chú dự kiến nó khoảng bao nhiêu tác phẩm chú? Tất cả nó cũng gần tầm 500 tác phẩm. Rồi vâng. Là vâng, cái vị trí đắc địa chú nhỉ, đẹp. Đẹp. Rồi cháu đi một lượt rồi. Cháu vào đây cháu lướt một lượt cho quý vị lắm bắt được. Cháu cảm ơn chú nhá. Đây, chú Ngô Huyền cũng trong ban tổ chức quý vị ạ. Một cái cây dưới của Thái Bình, của nhà vườn anh Đăng Hiền, chuẩn bị hạ trong sân triển lãm quý vị nhá. Cháu Huy đi vào trong này một lượt xong rồi sẽ ra. Quý vị nhìn thấy cái công viên An Dương không quý vị? Đẹp không quý vị? Quá tuyệt vời quý vị ạ. Quý vị đi một lượt nhá quý vị này. Cái khung cảnh đẹp lắm quý vị ạ. Đấy, trong này rất nhiều cây cảnh đẹp quý vị ạ. Công viên đẹp như này làm sao mà quý vị đến đây chả thích. Đó là tác phẩm xanh si rất đẹp quý vị nhé. Đúng là một cái nơi lý tưởng để cho quý vị đến đây tham quan và thưởng lãm. Trong này rất nhiều, theo như cảm nhận của Sa Đéo Huy thì cây bonsai rất nhiều quý vị nhé. Nhiều lắm quý vị ạ. Đấy, bonsai mini cũng rất nhiều quý vị ạ. Thưa mấy quý vị, là đa dạng các chủng loại, đa dạng các dáng thế và đa dạng các kích cỡ quý vị nhé. Từ siêu mini cũng có, từ những cây tầm đại cũng có quý vị nhé. Cây cảnh thì bonsai Sa Đéo Huy ghi nhận là vùng quanh cái hồ này. Thank you.
Thì triển lãm thì tập trung ở cái khu chính này thôi, còn vùng quanh là chắc là cái gian hàng của các bên hội chợ quý vị nhé. Cực kỳ đẹp. Đây là cái thước phim chia sẻ nhanh quý vị ạ. Thì sẽ cái thước phim sau này sẽ dành cho quý vị nhiều hơn thời gian và để chia sẻ cặn kẽ cho quý vị. Đấy, hai bà cháu gặp rồi, hai bà cháu đây rồi. Đấy, thì sẽ dành cho quý vị những cái video sau. Và sẽ quý vị sẽ chia sẻ cặn kẽ những cái tác phẩm rất đẹp ở đây quý vị nhá. Thì giới thiệu cho quý vị cái quang cảnh, cái sân chơi triển lãm cực kỳ đẹp này. Buổi tối thì ánh đèn làm cho tôn vinh cái sân chơi triển lãm đây. Đẹp lắm quý vị ạ. Quý vị có thấy những cái ánh đèn nó in ở mặt hồ không ạ? Đẹp như này mà quý vị. Quá đẹp, quá hai bà cháu đẹp, quá hai bà cháu nhìn đây, ôi, tuyệt vời quá. Đấy rồi, đẹp lắm nhá. Đấy là cái kỷ niệm cho hai bà cháu, đúng không? Vâng ạ, vâng. Trên Facebook đúng không? À, trên mạng. Dạ vâng, trên YouTube ạ. Vâng. Một cái tác phẩm dưới quý của nhà vườn anh Đang Hiền đã hạ xuống sân triển lãm quý vị nhé, mà rất đông mọi người đang chứng kiến. Quý vị ơi, tác phẩm dưới đã an vị. Anh ơi, tác phẩm quý đã được an vị rồi. Rồi, ok. Anh chia sẻ cái cảm nghĩ bây giờ, thấy cái khuôn viên và cái triển lãm thế nào? Khuôn viên và triển lãm của An Dương lần này thì rất là đẹp. Và mọi cái công tác chuẩn bị bây giờ này nó cũng chỉ có một chút đẹp rồi. Vâng. Đấy. Một cái tác phẩm còn đang cái tác phẩm nhá. Đấy, cảm ơn anh Đang Hiền nhá, đã mang tác phẩm chuối rất đẹp về với triển lãm huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. À, quý vị nhìn ngắm tác phẩm một lần nữa nhá. À, rất là tuyệt vời quý vị ạ. Có sao đấy, Huy vừa mới đặt chân đến cái công viên An Dương, thành phố công viên An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Thì cảm nhận là Bà Sài Đức Huy thấy là một cái khuôn viên cực kỳ là lý tưởng. Thì cái dòng cảm xúc như vậy thì Bà Sài Đức Huy ghi lại cái thước phim ngắn để giới thiệu với quý vị và chia sẻ cho quý vị nắm bắt được cái cuộc triển lãm đang diễn ra ở cái công viên cực kỳ đẹp này, để quý vị yêu cây trên cả nước có cái điều kiện đến tham quan thì đó là những điều rất là thú vị. Bà Sài Đức Huy trân trọng cảm ơn quý vị nhé. Và hẹn quý vị ở những cái thước phim tiếp theo. Cảm ơn quý vị.